Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại trở lại với tựa game đó là Cyber Hunter nha mọi người ơi. Giới thiệu với anh em thì nó là chế độ Stronghold nha mọi người ơi. Và để mình nói rõ cho anh em nghe về chế độ này nhỉ. Tức là các bạn sẽ có một team squad cũng như là thêm một team để hỗ trợ mọi người. Nó giống như kiểu là 8v8 nha anh em ơi. Ngoài ra thì đầu trận các bạn sẽ lựa chọn cho mình một vai trò. Tất nhiên là anh em sẽ có được những cái khẩu súng tương ứng đối với vai trò của anh em nha. Ok này. Đấy thì đồ đạc nó xuất hiện rất là nhiều, anh em sẽ chỉ cần là đứng một chỗ và lượm thôi. Nó sẽ xuất hiện ở cái chỗ mà lúc mà anh em hồi sinh. Ok. Ở đây thì vẫn là cái vai trò quen thuộc của mình mà thôi. Thế nên là mình lựa chọn một khẩu súng trường cũng như là một khẩu súng tiểu liên. Đó. Thì hai cái khẩu này hỗ trợ cho anh em gọi là tiên phong. Được chưa mọi người? Ngoài ra thì trong team còn có sự hỗ trợ. Ví dụ như là anh em chọn vai trò súng bắn tỉa này. Đấy, tay súng bắn tỉa. Hoặc là anh em lựa chọn vai trò hỗ trợ này. Đậu xanh đơn giản thôi, chiến công đầu luôn. Trên này nữa hả? Cái đậu xanh này, ui, ghê vậy ghê vậy. Nói chung là anh em cứ phải từ từ nha. Thì hiện tại mọi người có thể thấy là ở cái thanh trên cùng luôn, nó sẽ hiển thị cái số phần trăm này mọi người này. Tức là bên nào mà gần phần trăm nó cao hơn. Đó, xíu nữa thì để mình chơi game rồi là giải thích luôn cho mọi người. Đây rồi nữa hả? À, làm gì vậy Hải ơi? Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này. Ui, bắn phải gọi là không trúng phát nào luôn mọi người ạ. Cho nó bắn không trượt phát nào của mình thì lại bắn không trúng phát nào luôn. Đen vãi trưởng nhà mọi người nhỉ. Ê em ơi, làm gì vậy? Sao lại bay sang bên anh thế này hả em ơi? Rồi xong, thằng bé nó rụng rồi nha em ạ. Ok. Rất là chưa buồn nha. Được rồi, và hiện tại thì tiến trình chiến thắng của đội xanh mình đó là 6% rồi nha mọi người ơi. Ok, tỷ số đang là 2-0 này mọi người này. Thật ra thì ngoài bắn ra anh em sẽ cần phải chiếm cứ điểm của địch nữa thì các bạn sẽ có lợi thế nó ok hơn. Đây mọi người chờ xíu rồi này, 9% rồi nha mọi người ơi. Cái đậu xanh, trên này có người hả? À đâu, người cùng team của mình thôi anh em ạ, cũng là đội xanh cả thôi. Bây giờ sao nó hiện một khâu nhỉ mọi người nhỉ? Cái này thì mình không hiểu lắm nhưng mà thôi. Anh em cố gắng chơi game nhiều một xíu thì các bạn sẽ hiểu được những cái thông số đây mà thôi. Chỉ biết là bây giờ là phần thắng đang nghiêng về đội xanh của mình nhá, đang là 15% rồi mọi người ơi. Mình đang chờ đợi cho nó đủ team cái đã anh em ạ. Rồi là chúng ta sẽ công lên luôn, chứ còn là một mình anh em mà công lên thì khả năng cao anh em sinh mộ nhá. Đây 20% rồi các bạn ạ. Let's go luôn, phần trăm đang tiếp tục tăng lên này. Ok, anh em ơi. Từ đầu trận đến giờ thì mình mới chỉ có được một kill mà thôi. À đây, có người này. Có người này. Ok, kill thứ hai. Đơn giản thôi mà, nói chung là anh em chơi game cẩn thận một xíu là được. Let's go, qua thử phía này coi. Ui, từ từ anh em ơi. Team địch nó đang ui, bắn rất là căng luôn anh em ạ. Làm gì mà căng vậy? Ok luôn này. 23% rồi anh em ơi. Trong khi đó đội đỏ thì cái tiến trình chiến thắng của người ta mới có 10% thôi. Đậu xanh này làm gì vậy? Làm gì vậy? À, đu xuống đây cả. Anh lại sợ chủ quá cơ cái đậu xanh. À đây à? Đây Hải ơi. Coi chừng cái bản đánh số nha em ơi. Làm gì đấy? Ok, kill thứ ba luôn. Không thể ngăn cản rồi mọi người ạ. Đây đây, nói chung là anh em cẩn thận một xíu này. Nữa hả? Nữa hả? Nữa hả? Nữa hả? Lên bảng điểm số này 4 kill này. Thằng thanh niên thứ năm đây rồi, đây rồi, đây rồi này. Vừa chạy vừa né cơ à? Ui rồi ôi, vừa chạy vừa né cơ à? Làm sao đấy? Đây là em ơi, làm sao? Chủ muốn gì? Ok. Chuẩn bị là mình cho nó tranh mộ luôn nhưng mà hình như là nó bị team mình hạ gục rồi. Lùi tạm về phía sau cái đá mọi người ơi. Nói chung là chơi game anh em phải chơi game một cách từ từ và cẩn thận nhá. Thì cái việc mà anh em top 1 nó là chuyện quá là bình thường luôn mọi người ạ. Nào nào, làm sao 49% cơ, 50% anh em ạ. Ok, bất khả chiến bại luôn thì ai chơi nổi nữa vậy. Làm sao đấy em ơi. Vâng, bên mình hiện tại tỷ số đang là 2-0 rồi nha anh em.
Ok, nạp đạn căng đấy. Nhiều đạn thế này thì tha không mà bắn luôn anh em ạ. Không cần phải lo nghĩ gì cả luôn. Đâu làm sao để quay nào? À đủ đây hả? Đây hả? Làm sao đấy? Ui, bắn ghê vậy. Thôi anh em ơi, lùi bước về phía sau thế nào. Bắn ghê thế ai chơi. Từ từ mình sẽ quần móc cái đã anh em ơi. Ok, 72% rồi. Đó, chặng đường chiến thắng của team mình ngày càng lên rồi anh em ơi. Từ từ, lùi lại về phía sau cái đã. Ok, bình tĩnh. Chuẩn bị let's go nào mọi người ơi. Đây hả? Thôi kệ. Ok, tiến lên luôn sao phải ngại nhỉ. Bình tĩnh. Nói chung là cứ phải từ từ anh em ạ. Cái đậu xanh này làm sao đấy. 88% rồi anh em ơi. 89% rồi nha mọi người ơi. Cơ bản là team mình đang canh ở cái khu vực cứ điểm này, nên là phần trăm nó lên liên tục luôn anh em ạ. Đội đỏ thì các bạn ấy còn chưa dám chạy qua bên này nữa cơ mà. Chạy qua bên này cái team mình kill cho thì đừng buồn tại sao nhé. Thôi. Sắp top 1 rồi anh em ạ. Ok, yes, top 1 luôn. Thì đây nó là một chế độ mà anh em gọi là chiếm cứ điểm, nó khá là hay nha anh em ơi. Giết 5 kill. Hello anh em và xin chào tất cả anh em. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại trong chế độ đó là Stronghold nha mọi người. Đây, mình sẽ lựa chọn vai trò đó là bắn tỉa nha. Ở đây thì có một số từ khóa gọi là Việt sắp nó chưa ok cho lắm. Thì ok, anh em chịu khó, các bạn lựa chọn vai trò mà chơi thôi. Còn mình thì cứ vai trò bắn tỉa mà chơi thôi anh em ạ, chứ ngại gì đâu. Đây, chờ một xíu nữa thôi thì các bạn sẽ có được những cái trang bị đầu tiên. Ở đây là mình đã có được một cái khẩu SMG rồi nha anh em. Bình tĩnh này. Ơ đậu xanh, không hiểu sao mất tiêu cái khẩu SMG rồi, thay vào đấy là một cái khẩu súng bắn máu thì phải. Ủa ơi, chán quá ta anh em ơi. Kiểu như là lút đồ nhanh quá, đồng đội nó lút mất súng của mình rồi. Số nhọ vậy ta. Thôi đây, trang bị ống ngắm vào này. Đầu trận trong chế độ Stronghold này hình như là toàn ống ngắm 3x thôi anh em ạ. Kẹo thấy là như vậy thì chia sẻ với anh em là như vậy thôi. Rồi nha này, đồ đạc nó liên tục được lên luôn anh em, có thể là quay lại để loot thêm đồ nha. Đặc biệt là máu. Máu thì nó vô cùng là cần thiết này anh em này. Đấy, anh em nhiều máu thì cơ hội top 1 của anh em sẽ cao hơn. Rồi ok, bình tĩnh. Ai bây giờ chuẩn bị là tiếp tục đến với một trận trong hâu và chúng ta sẽ chiếm cứ điểm thôi anh em ạ. Ok. Bình tĩnh. Nói chung là anh em không việc gì phải vội cả, từ. Anh em chờ team lên. Chứ còn là anh em mà đi lẻ thì thôi sau đấy, bởi vì là chế độ này nó chẳng khác gì gọi là anh em chơi 8v8 thì nó cực kỳ là căng thẳng rồi nha anh em ơi. Ok mọi người này. Chuẩn bị lên đường thôi nào anh em. Let's go luôn chứ ngại gì. Trận này thì mình đang chơi ở cái map sa mạc anh em ạ. Rồi làm sao thấy người đâu cả rồi. Thật sự là nếu mà nói về chế độ này thì mình chơi vẫn chưa hiểu rõ cho lắm anh em ạ. Chẳng qua là mình sẽ giúp đỡ anh em, tức là mình biết cái gì thì mình chỉ cho anh em cái đó thôi. Ok. Thì bình thường là anh em chơi game chế độ khác, ví dụ như là đấu nhanh 6 độ này, hoặc là các bạn chơi đấu kiểu dạng như là cổ điển ấy, thì anh em chơi lâu sẽ chán. Thì mình nghĩ là anh em nên thử chế độ Stronghold này anh em ạ. Nói chung là cách chơi nó mới lạ, nhiều khi cũng thấy nó hay ho anh em ơi. Ok, và mình đã đổi qua được lại có súng tiểu liên rồi. Ok, bình tĩnh, làm sao đấy. Không biết là team mình đang chiếm cứ điểm ở đâu mà đã lên được 17% rồi nha mọi người ơi. Team đỏ thì còn chưa có gì luôn này. Lận lờ vào đây cái coi nào. Ủa mà sao người đâu lại không thấy được ta. Rốt cuộc là người ở đâu nhỉ anh em. Nhiều khi chơi game cảm giác khó hiểu. Thôi thì để xem nào. Xíu nữa mình sẽ chơi thêm về chế độ Stronghold này, cũng như là nghiên cứu chi tiết rồi là hướng dẫn cho mọi người luôn. Đấy. Oh my god, đây hả? Đây hả? Làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? Từ. Chuẩn bị let go luôn chứ ngại gì. Đây, thấy người rồi nha. Đó, anh em thấy địch nó chạy chưa? Ok. Nạp đạn căng đét rồi nhé mọi người nhá. Let go luôn này.
Đây rồi. Nào bây giờ là lên trên thôi nha em ơi. Cùng kẹo săn mạng nào mọi người. Đây, cái này là đẩy thẳng lên vị trí hồi sinh của địch luôn rồi nha em ơi. Pha này hơi căng đấy. Pha này hơi căng đấy nhưng mà sẽ có cơ hội ăn được nhiều kill này. Ok luôn này. Kill đầu tiên này. Ui dồi ôi. Nó vừa hồi sinh xong anh em ạ. Cái đậu xanh này làm sao đấy. Ui bọn này trông kiểu ngáo ngáo ngơ ngơ. Ngáo ngáo ngơ ngơ này. Chạy đi em ơi. 2 kill rồi nha anh em ơi. Chuẩn bị là kill thứ ba này. Đậu xanh này làm sao đấy. Ui dồi ôi, nó thấy mình rồi thôi xong. Ok luôn kill thứ ba nhá. Chuẩn bị là kill thứ tư này. Đứng lại em ơi. À căng thẳng quá nhỉ mọi người nhỉ. Đây này bọn này. Hồi sinh xong cái là bị team mình hạ luôn này. Làm sao em ơi. Làm sao em ơi. Ui ok luôn mạng thứ tư nhá. Tiếp tục chuẩn bị là mạng thứ năm này. Anh em chờ xíu anh em chờ xíu. Căng thẳng quá nhỉ. Ok kill thứ năm này. Đây gọi là hôm nay hổ báo. Đột nhập thẳng vào vị trí hồi sinh của địch con anh em ơi. Anh em có thể là gọi là nhà địch cũng được. Ơ đậu xanh anh em ơi. Team mình chúng nó giúp rồi anh em ơi. Chạy lẹ thôi. Cái đậu xanh đứng lại em ơi. Chạy đâu vậy hả? Ui, tôi xong rồi. Pha này sấp mặt rồi nha em ạ. Đứng lại em ơi. Ok, mạng thứ 7 này. Ok, đậu xanh. Thôi. Quyết định sai lầm rồi nha em ạ. Nhưng mà đột nhập căn cứ của địch cái hạ gục được nhiều kill hẳn luôn, ngại gì. Ây, coi như là rút kinh nghiệm anh em ơi. Anh em nên tránh xa cái căn cứ của địch ra một xíu, chứ gọi là đừng hổ báo như keo. Nhưng mà hổ báo thì cũng vui mà. Ok, hiện tại thì đội xanh của mình vẫn đang chiếm cứ điểm rồi nha anh em ơi. 65% rồi. Xíu nữa 100% thì đội xanh sẽ win nha mọi người. Úi dồi ôi, đội đỏ này nó còn chưa chiếm được phần trăm nào nữa luôn cơ anh em ơi. Thế này thì nói thật với anh em là đội đỏ ngày hôm nay hơi yếu thế, khi mà để cho team của mình gọi là đẩy thẳng vào trong căn cứ như vậy thì chơi game gì nữa. Đây mọi người, chuẩn bị let's go nào. Ok. Đang chuẩn bị gần chiến thắng rồi. 77% rồi anh em ạ. Thế này thì có khi mà tôi chạy qua doanh trại của địch cái là win luôn đấy nhỉ mọi người nhỉ. Oh my god, đây à. À, đậu xanh này. Ok, mạng thứ 8 này, huyền thoại luôn này. Ở xa nên là công nhận là hơi bị khó bắn một xíu. Nhưng mà về ông ngắm một ít thì mình nghĩ là anh em bắn cũng được thôi. Không có gì phải ngại cả, không có gì phải ngại cả này. Hơi xa anh em ơi. Thôi kệ đi. Tầm này chuẩn bị sắp win rồi. Nên là bắn cho khó thôi anh em ơi. Đây rồi nha, 90% rồi anh em ạ. Lại sắp top 1 nữa rồi. Đây mình thấy là chế độ vô cùng là đơn giản, cũng như là anh em chơi giải trí vui vẻ mà kiếm top thì cũng vô cùng là dễ dàng nữa rồi nha. Yes, lại chiến thắng rồi. Rồi nha anh em, và các bạn hãy cùng tải tựa game Cyber Hunter và trải nghiệm chế độ đó là Stronghold nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở tựa game Cyber Hunter. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye mọi người.